Một lần nữa, xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Ngọc Trong Tim, nói về xuân Kỷ Hợi. Như nãy giờ mọi người cũng đã tâm sự cùng với anh Thanh Lễ cũng như là Thanh Hằng, Thanh Hà, thì Phương Dung nghĩ rằng năm Kỷ Hợi sẽ là một năm rất là bình an, bởi vì người ta nói là con heo là chỉ có ăn với ngủ thôi. Cho nên là đầu năm Phương Dung xin chúc cho quý vị khán giả Ngọc Trong Tim trên toàn thế giới luôn luôn vui khỏe và bình an. Chúc mừng em. Chúc mừng Phương Dung. Phương Dung được hai cái phong bằng lì xì, bởi vì Phương Dung rất là giỏi. Năm vừa qua Phương Dung cũng giống như Thanh Hằng, Thanh Hà, nhất là đặc biệt Phương Dung là một người luôn luôn âm thầm đọc cái voice over, là tiếng nói cho những bio hoặc là những câu chuyện trên chương trình Ngọc Trong Tim TV Show. Và Phương Dung cũng làm host trong các chương trình mà mặc dù Phương Dung đi lại rất khó khăn, nhưng mà Phương Dung cũng cố gắng giúp cho chương trình. Và không biết năm nay Phương Dung có gì mới lạ nữa không? Tại vì Phương Dung phải nói là năm vừa rồi Phương Dung cũng nhiều sự trắc trở nhiều trong cuộc sống, nhưng bên cạnh đó em cũng có nhiều cái điều may mắn, em có thể chia sẻ trong đầu năm cho quý khán giả biết không em? Lần nào hình như là anh Lễ cũng gán cho Phương Dung với Thanh Hằng, Thanh Hà là ba cô này ế hay sao á, cho nên là năm nào anh Lễ cũng chúc là sẽ gặp được hoàng tử. Nhưng mà 9 năm rồi, Ngọc Trong Tim năm nay đến năm thứ 10 rồi, ba đứa vẫn cứ dậy. Đó là một cái vui nhưng mà cũng là cái hơi tí xíu buồn thôi. Hy vọng là năm Kỷ Hợi thì tụi Dung cũng sẽ gặp được hoàng tử giống như anh Lễ nói, đúng không? Tuy nhiên thì cũng có một cái vài điều mà Dung nghĩ rằng trong cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà không gặp phải. Đó là những cái vấn đề về sức khỏe. Bản thân Phương Dung cũng đã nhập viện và cũng đã trải qua một số cái suy sụp về tinh thần. Nhưng mà anh chị em cũng Ngọc Trong Tim luôn bên cạnh và luôn ủng hộ. Cho nên Dung nghĩ rằng cái điều cần thiết nhất của trong chúng ta là sức khỏe, đúng không hả? Cho em chia sẻ một chút với cái ý của chị Dung, đó là anh Lễ thì năm nào cũng chúc cho Thanh Hằng, Thanh Hà cũng như là Phương Dung có một cái gì đó mới. Nhưng mà cái chuyện đó mới thì có cũng được mà không có cũng không sao đối với ba đứa em. Nhưng mà em hy vọng rằng là cái điều quan trọng nhất là cái tình cảm của Ngọc Trong Tim, tình cảm của tất cả quý vị khán giả của Ngọc Trong Tim cũng như các anh chị trong bo sẽ luôn luôn hướng tới các em khuyết tật cũng như Thanh Hằng và Thanh Hà. Như vậy là tụi em cảm thấy đầy đủ hơn tất cả mọi thứ rồi ạ. Hằng sao Hằng? Em cũng như Thanh Hà anh ạ. Em cũng như Thanh Hà và Phương Dung thì năm mới thì không mong muốn điều gì hơn là bây giờ là cũng có tí tuổi rồi, mong muốn là tất cả mọi người được mạnh khỏe, không riêng gì Thanh Hằng, Thanh Hà, Phương Dung, mà Thanh Hằng, Thanh Hà mong muốn là tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt anh ạ. Bởi vì sức khỏe là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì như Phương Dung nói đấy, Phương Dung đã phải nhập viện bởi vì nếu không có sức khỏe thì chúng ta không thể làm được cái gì. Bởi vì vậy là năm mới đến thì Thanh Hằng, Thanh Hà rất là mong muốn sức khỏe là điều đầu tiên, và kính chúc quý vị cũng như tất cả mọi người lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe tốt ạ. Anh Lễ nói gì chứ, thưa quý vị, ba đàn của tôi không những là kén mà gì yêu nghệ thuật lắm, cứ hát lúc nào cũng được trâu dồi hát hay. Và năm nay có những chàng trai như gì là tuổi này nè, cũng ỉn nè, rất là đẹp trai nha, sẽ tới cua ba đàn một lúc luôn. Ba tụi em mà gặp phải một anh đa tình thì thôi thà không có. Ô, đa tình là vì những chàng trai đó là những người ân nhân đó em. Những chàng trai tuyệt vời từ phương xa bay về Việt Nam kiếm bằng được Phương Dung, Thanh Hằng, Thanh Hà và tất cả các em khuyết tật để chúng ta có một cái buổi sum họp và quý vị chia sẻ những kinh nghiệm sống với lại những cái cuộc sống của các em để chúng ta có một cuộc sống vui vẻ hơn, đúng không? Vì còn năm nay kế hoạch của Ngọc Trong Tim 10 năm chúng tôi vẫn tiếp tục trên chương trình TV, thì Phương Dung có thể chia sẻ quý vị những chương trình TV của các em của Ngọc Trong Tim. Thưa quý vị, 2009 đến 2019 là một chặng đường 10 năm mà chương trình Ngọc Trong Tim đã phải cố gắng hết sức để mà duy trì nó. Và trong chương trình 10 năm thì TV show có khoảng 5 năm. Thì thực sự mà nói, để thực hiện những cái chương trình này thì đối với Ngọc Trong Tim là một cái khó khăn thực sự là lớn. Bởi vì Ngọc Trong Tim còn đang thiếu rất là nhiều cái nhân lực, mà hiện nay thì đang rất là vui bởi vì trước mặt Phương Dung đang là hai người rất là mới để mà có thể phụ giúp cho Ngọc Trong Tim. Đó là một cái tin mừng của năm Kỷ Hợi. Và tuy nhiên thì Phương Dung rất là mong là quý vị cũng sẽ luôn ủng hộ, bởi vì khán giả là người quyết định Ngọc Trong Tim tồn tại hay không.
và cái sự góp sức của từng thành viên, những viên ngọc của Ngọc Trung Tim cũng là một cái mà Phương Dung nghĩ nó cần thiết. Hơn nữa là một người đầu tàu như anh Thành Lễ thì Dung nghĩ là một con tàu rất là khó lái, và các anh chị trong bo sẽ là người sát cánh cùng với anh Thành Lễ. Và Dung nghĩ rằng Lepso Ngọc Trung Tim 10 năm sẽ là một thành công và một sẽ là một mức dấu mà phải nói là tuyệt vời cho chương trình. Mặc dù trong năm nay chúng ta không có nhắc những chuyện cũ, nhưng chúng ta luôn luôn tri ân những ân nhân đã từng giúp cho Ngọc Trung Tim. Năm nay chúng tôi lại xa chị Moon, là một người chị ở tại Bắc Cali ở bên USA. Chị đã từ giã chúng ta trong một cách ước nguyện của chị là muốn Ngọc Trung Tim được tỏa sáng không những ở tại Bắc Cali mà khắp mọi nơi. Thành thật cũng chia buồn đến gia đình trong ngày đầu năm, nhưng không phải vì thế, tại vì linh hồn chị Moon luôn luôn bên cạnh chương trình Ngọc Trung Tim cũng như các hội từ thiện khác. Và ba em ở đây tại sao nhắc đến chị Moon, tại vì ba em đều biết chị Moon đúng không? Dạ đúng. Bên cạnh những người ra đi thì cũng sẽ có những người để mà tiếp tục giúp đỡ Ngọc Trung Tim. Thì năm nay thì Phương Dung nghĩ rằng là một cái năm rất là may mắn, bởi vì bắt đầu trước thềm của Live Show 2019 này thì lại có thêm một ân nhân nữa, đó là anh Khải Toàn, cũng là ở San Jose luôn. Có phải nói đây là một cái duyên không quý vị? Bởi vì có thể năm nay anh Khải Toàn cũng sẽ là người phụ giúp cho chương trình Ngọc Trung Tim. Bên cạnh đó thì Phương Dung cũng được nhận một món quà của anh Khải Toàn mà sắp tới thì Phương Dung sẽ bật mí với quý vị. Thưa quý vị, chương trình cũng thời gian khá eo hẹp, nhưng mà chúng tôi kể hết những các ân nhân thì không xuể, nhưng thường trực là anh Xuân Tăng vẫn luôn luôn ủng hộ hàng tháng trên Ngọc Trung Tim, cùng một số ân nhân giấu tên, cũng như cô Nga, chú Thạch ở San Jose, cũng giống như là tất cả chị Nancy, tất cả các ân nhân mà thường xuyên hay về Việt Nam. Đặc biệt năm nay chị Như Quỳnh cũng về Việt Nam hơi nhiều để làm công việc của ca sĩ của nàng ta, nhưng mà luôn luôn Như Quỳnh dành thời gian đến với các em. Thanh Hằng có đôi lời trước khi tạm biệt. Như anh Thành Lễ vừa chia sẻ thì tất cả các chị ân nhân thì anh Lễ đã nói hết rồi. Thì em cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tất cả những ân nhân của Ngọc Trung Tim. Và em mong muốn rằng các anh các chị cũng như các cô các chú sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhóm Ngọc Trung Tim để cho Ngọc Trung Tim ngày một phát triển, để mọi người biết tới nhiều hơn ạ. Còn riêng đối với em thì tất cả mọi lời thì các anh các chị lớn hơn cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng mà em muốn là ngoài cái việc mà tình cảm của tất cả quý vị khán giả dành cho Ngọc Trung Tim thì mọi người có thể lên trang của Ngọc Trung Tim, trang Facebook và YouTube, có thể like, share và subscribe kênh của Ngọc Trung Tim để cho kênh của Ngọc Trung Tim được lan tỏa rộng hơn và để cho tất cả mọi người được biết đến Ngọc Trung Tim cũng như các anh các chị của nhóm Ngọc Trung Tim. Đó cũng là một cách duy trì các hoạt động của nhóm Ngọc Trung Tim. Một lần nữa thì Thanh Hà xin cảm ơn. Và chương trình thì chỉ vỏn vẹn trong vòng 24 phút thôi. Một số lời tâm sự mà quý vị đã dành cho Ngọc Trung Tim cũng như là Ngọc Trung Tim luôn tri ân đến quý vị. Thì một lần nữa Phương Dung thay mặt cho nhóm Ngọc Trung Tim chân thành cảm ơn quý vị và rất mong được sự ủng hộ quý vị trong thời gian sắp tới. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình TV Show kỳ tới. Thanh Lễ thay mặt tất cả anh em chị em Ngọc Trung Tim và gia đình của Ngọc Trung Tim khắp mọi nơi luôn luôn ghi nhớ những lời góp ý cũng như lời khích lệ của quý vị để cho chương trình một ngày một khá hơn. Và một lần nữa chúng ta chúc mừng năm mới kỷ hợi. Xin chúc cho khán giả chương trình Ngọc Trung Tim một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, làm ăn được tấn tài tấn lộc. Và đoàn dự xin cảm ơn một vị ân nhân khán giả Ngọc Trung Tim đã gửi tặng cho đoàn dự 50 đô trong lúc khó khăn. Sau đây đoàn dự xin hát một bài nhạc phẩm đón xuân, nhạc và lời của Phạm Đình Chương. Còn dự sẽ đánh đàn bằng răng và hát gửi tặng cho khán giả, tất cả khán giả Ngọc Trung Tim. Xuân đã đến rồi,
dâu con qua nhẹ ru môi cười thèm thùng thùng bao mừng xa uống say duyên lành trân trọng nhất.